Thưa quý vị, sau nhiều ngày xuống giá thì có lúc đã rất sát với ngưỡng 70.000 đồng một kg thì hôm nay giá lợn hơi hai miền Nam Bắc đã quay đầu tăng giá trở lại ở một vài nơi với mức tăng từ 1 cho đến 3.000 đồng một kg vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 được khống chế, hoạt động sản xuất, giao thương khôi phục và hàng triệu học sinh, sinh viên đã trở lại các bếp ăn bán trú rất có thể báo hiệu một chu kỳ tăng giá mới. Tại miền Bắc, Hưng Yên tăng 3.000 đồng một kg. Thái Bình và Tuyên Quang cùng tăng 2.000 đồng một kg, quay lại mức 78.000 đồng một kg. Thấp nhất là Lào Cai, Phú Thọ và Hà Nội vẫn giữ nguyên giá 74.000 đồng một kg. Các địa phương còn lại dao động từ 75 đến 77.000 đồng một kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi tiếp tục đứng yên mấy ngày qua, phổ biến từ 77 đến 79.000 đồng một kg. Đây là mức giá khá cao so với miền Bắc và miền Nam và trái thông lệ. Bởi suốt 3 năm qua, giá lợn hơi miền Trung thường xuyên ở mức thấp hơn miền Nam và miền Bắc, là hai trung tâm kinh tế dân cư đông nhất nước. Giá lợn hơi miền Nam hôm nay cũng tăng nhẹ trở lại, trong đó Đồng Nai, Vũng Tàu và Bạc Liêu cùng tăng 2.000 đồng một kg, quay lại mức từ 77 đến 80.000 đồng một kg. Các địa phương còn lại phổ biến ở mức từ 78 đến 80.000 đồng một kg. Theo Chủ tịch Hội Chăn nuôi Hà Nội Bùi Tuấn Khải cho biết, để bình ổn giá lợn hơi nên để thị trường tự điều tiết. Khi nguồn cung nhiều, giá sẽ tự hạ xuống. Ông Khải cũng cho biết, theo lộ trình tái đàn, thì tin rằng đến quý 2 của năm 2021, giá thịt lợn hơi sẽ về mức là 60.000 đồng một ký. Thưa quý vị, theo báo cáo của Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 7 tháng đầu năm 2020, thì Việt Nam đã nhập khẩu hơn 93.000 tấn thịt lợn các loại, chủ yếu là từ Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Mỹ, Tây Ban Nha và Liên bang Nga, tăng 223% so với cùng kỳ năm ngoái. Về lợn giống, có 27 doanh nghiệp đăng ký kiểm dịch nhập khẩu vào Việt Nam với số lượng gần 293.000 con, nhưng đến hết ngày 1 tháng 8 vừa qua, mới có 15 doanh nghiệp nhập khẩu hơn 16.500 con lợn giống các loại, chủ yếu từ Mỹ, Canada, Thái Lan và Đài Loan. Về lợn thịt, từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 1 tháng 8 vừa qua, đã có 36 doanh nghiệp của Việt Nam đăng ký kiểm dịch nhập khẩu hơn 4,7 triệu con lợn sống từ Thái Lan về Việt Nam. Trong đó, 15 doanh nghiệp đã nhập trên 75.300 con lợn thịt vào Việt Nam để giết mổ làm thực phẩm. Hiện tại, Việt Nam đã chấp thuận cho hơn 800 doanh nghiệp từ 19 quốc gia được xuất khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn vào Việt Nam. Thưa quý vị, vụ tỏi đông xuân năm 2020, bà con nông dân huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi sản xuất được khoảng 2.000 tấn tỏi khô. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cùng với một số lý do khác mà lượng tỏi tiêu thụ chỉ được khoảng là 1/4, tức là khoảng 500 tấn. Vụ tỏi năm nay ở Lý Sơn được mùa nhưng mà rớt giá thê thảm, giá tỏi chỉ khoảng từ 25 đến 30.000 đồng một ký, chỉ bằng một nửa so với năm trước. Giá thấp nhưng cũng không thể tiêu thụ. Hiện cả huyện Lý Sơn cũng còn tồn đọng khoảng 1.500 tấn tỏi khô ở trong dân. Nguyên nhân là do năm nay cả nước được mùa tỏi và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên tỏi không xuất khẩu được và tiêu thụ được. Hiện nay, huyện đảo Lý Sơn đang kết nối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng để tìm đầu ra cho loại nông sản này. Là vùng nước mặn quanh năm, thế nhưng vài năm gần đây để cải thiện thu nhập và hạn chế sự phụ thuộc vào con tôm, nhiều nông dân trên địa bàn của huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau đã khoanh vùng giữ ngọt để trồng bồn bồn và kết hợp với nuôi cá nước ngọt, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Gia đình của chị Đỗ Kim Cúc ở ấp Bá Huê, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Rơi có 6 công ruộng. 3 năm qua, chị đắp bờ bao trữ nước ngọt để trồng bồn bồn. Trung bình mỗi ngày, chị thu hoạch từ 20 đến 30 ký bồn bồn. Mỗi ký, chị bán 35.000 đồng. Trung bình một năm, thu nhập từ bồn bồn hơn 60 triệu đồng. Đồng thời, chị còn thả nhiều loại cá nước ngọt vào ruộng bồn bồn. Mỗi tháng cũng thu nhập vài triệu đồng. Mình khỏe chăm sóc hơn. Mình chỉ có trồng xuống rồi đầu mình dục phân vậy thôi. Như tháng hạn thì mình bơm nước. Bơm nước thì mình cũng ở nhà mình bật mô tươi mình bơm như khỏe hơn mấy cây khác. Cây khác mình trồng mình thấy mình đi chăm sóc mà nó cực hơn. Em thấy trồng bồn bồn thu nhập cao với cuộc sống mình cũng ổn định. Em cũng từ đây trở lên em trồng bồn bồn rồi em thả cá rồi thêm vô đặng cho cuộc sống gia đình mình nó được ổn định hơn chút gì đó. Năm 2015, những hộ trồng bồn bồn địa phương đã tập hợp lại lập ra hợp tác xã trồng bồn bồn ấp Hiệp Hòa, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Rơi để cùng phát triển sản xuất. Đến nay đã có 21 thành viên với diện tích 4,1 hectare bồn bồn. Ông Trần Tứ Triều, trước đây là hộ nghèo, với 3.000 m2, ông đã xoay đủ nghề mưu sinh.
nhận thấy nhiều hộ dân xung quanh trồng bồn bồn cho thu nhập khá. Năm 2014, ông đã chuyển đổi từ nuôi tôm sang trồng cây bồn bồn, thả thêm một số loài cá nước ngọt như cá rô, cá lóc, cá sặc. Từ khi tham gia hợp tác xã trồng bồn bồn, đời sống khấm khá dần lên. Cả 10 công vuông à, chứ chắc gì bằng công bột. Như cái vuông á, thì nó có mùa. Còn bồn em mà tôi giống như là quanh năm. Khi giá trị kinh tế từ cây bồn bồn không ngừng được nâng lên, diện tích trồng bồn bồn trên địa bàn xã Ngọc Chánh không ngừng được mở rộng. Cái hiệu quả nó khá cao. Đa số những hộ là nuôi trồng bồn trước đây là những hộ nghèo và hộ cận nghèo. Hiện nay thì 15 thành viên đã phát triển lên khá từ cái nguồn thu nhập của bồn bồn. Ủy ban sẽ xây dựng một cái kế hoạch dẫn động bà con tiếp tục mở rộng diện tích, đặc biệt là diện tích vườn, bỏ trống, đất trống để bà con là tiếp tục trồng bồn bồn. Mặc dù có giá tương đối cao, nhưng điểm hạn chế của mặt hàng này là giá bán thường không ổn định và thị trường tiêu thụ còn hạn hẹp. Người dân mong muốn được địa phương hỗ trợ kết nối tiêu thụ, tập huấn kỹ thuật để ổn định sản xuất.